vả. Và giây phút này đã đến trong sự phấn khích tột cùng của các cổ động viên, nhưng bàn thắng mà Công Vinh ghi được thì cũng là một món quà rất có ý nghĩa mà cầu thủ này dành tặng cho đồng đội của mình. Một cú đá phạt 11m hoàn hảo của Lê Công Vinh. Rất nguy hiểm, cơ hội. Wow! Một pha chấp thời cơ rất nhanh. Đúng như vậy. Như vậy là Công Vinh đã ghi bàn. Còn thiếu dang dở, đó là chức vua phá lưới. Và em nghĩ rằng là với vị trí tiền đạo thì em mới có ước mơ như thế, em mới có cái cơ hội được. Chứ nếu như em không đá tiền đạo thì chắc chắn em khó có một cơ hội để một lần mình bước lên cái điều đó. Ở sơ đồ của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì chắc chắn chỉ đạt một tiền đạo, và vị trí đó thì chắc chắn là chỉ dành cho các cầu thủ ngoại, và các vệ tinh xung quanh phải phục vụ cho cầu thủ đấy. Và em nghĩ rằng là khó để có cơ hội một mùa bóng em có thể ghi được 15-20 bàn thắng, và đó là một điều mà em phải suy nghĩ. Nói thật sự rằng là nếu như em ở lại Tin Ti, có giúp Tin Ti vô địch đi chăng nữa, thì nó cũng đó là điều quá bình thường. Nhưng nếu như em sang đội Hà Nội, có một phần nào đó vào cái thành tích chung của đội bóng, có thể là một vị trí nằm trong top, đó là một cái điều mà em cảm thấy nó hạnh phúc hơn gấp ngàn nghìn lần. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.